Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu và Tuyết Nhung, hai chị em mình có cái dịp được review lại một cái quán cà phê rất đẹp tại Phú Quốc Phong, chị Tuyết Nhung. Đúng rồi. Đây là quán có tên là Chuồng Chuồng Big Show and Bar, ở trên một cái đỉnh đồi, nhìn view trực diện ra biển và xuống thành phố, rất là tuyệt đẹp luôn đó Phước Sửu. Đúng rồi, nói đến cái quán cà phê Chuồng Chuồng này thì động lại cho du khách Việt cũng giống như là du khách của nước ngoài á, có nhiều cái cảm nhận rất là đẹp về cái quán này, Phong chị. Đúng rồi. Ở đây thì đồ ăn thức uống cũng rất là ngon nè, và đồng thời là ở đây là có một cái view trực nhìn ra biển rất là đẹp. Đây. Phải không? Đây là đúng rồi, đây là quầy pha chế. Quầy ba pha chế. Quầy ba pha chế phải không? Đúng rồi. Nhìn rất là bắt mắt và đẹp, Phong chị. Ở đây giá cả thì nó cũng là ok cho khách du lịch. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhìn cái không gian thì nó rất là sang trọng và đẹp, phải không? Đúng. Giống như là ở Sài Gòn á, chị em mình cũng đã ngồi với nhau rất là nhiều quán cà phê, nhưng mà đây là một cái quán cà phê nó rất là đẹp. Nó đúng có rồi. Ở độ cao so với mực nước biển rất là cao, gọi như là một cái đỉnh núi đang cao nhất của Phú Quốc, phải không? Đúng rồi. Ở đây mọi người có thể đặt nước và mình ngồi, mình có thể ngắm về biển, ngắm xuống thành phố, cái view cực chiêu luôn đó mọi người. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhìn cái view mà nói chung là rất là hấp dẫn luôn, phải không? Đúng. Wow. Đó, cho mọi người có thể thấy ngắm là, thấy gần như là toàn bộ cái thành phố thành phố Phú Quốc chỗ Dương Đông, phải không chị? Đúng rồi. Dạ. Rồi mọi người có dịp thì sẽ ghé đến Chuồng Chuồng, cà phê Chuồng Chuồng nhé. Để có nhiều thông tin hơn thì sau đây là xin mời Ngọc Minh sẽ chi tiết về cái quán cà phê và cùng với chị Tuyết Nhung khám phá những cái vẻ đẹp và độc lạ nhất tại quán cà phê Chuồng Chuồng này nhé. Đúng rồi. Xin chào, xin và chào. Hẹn gặp lại. Quán cà phê rất đẹp và sang trọng đúng không ạ? Cảm ơn những chia sẻ và hình ảnh thực tế của anh Phước Sửu và chị Tuyết Nhung. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy cùng Minh tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về quán cà phê này nhé. Không gian kiến trúc chủ đạo của quán cà phê là từ gỗ, mang lại cảm giác gần gũi hơn với thiên nhiên. Tầm nhìn từ trên cao bao trọn thành phố Phú Quốc, khiến bạn phải mê mẩn với những cảnh quan thơ mộng. Bên cạnh đó, nhìn xa xa là đại dương mênh mông và những cơn gió mang hơi thở của biển sẽ làm bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, quán cà phê không phải là quán cà phê thông thường như chúng ta vẫn hay dừng chân, tán gẫu với bạn bè, mà quán hoạt động theo mô hình bistro, là dạng mô hình nhà hàng mang phong cách châu Âu. Nó là sự lai, một chút năng động của quán bar và một chút trầm nhẹ của quán cà phê. Quán bar cà phê này nằm ở vị trí số 1 của Dương Đông, nằm trên đỉnh đồi, nhìn xuống thị trấn. Phong cách decor thanh tao, giống như quý vị đã nhìn thấy trong video. Nhân viên lại ân cần và giá đồ ăn thức uống cũng phù hợp với vị trí và cảnh quan mà nó mang lại. Khi đi đến Phú Quốc, quán cà phê Chuồn Chuồn chính là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn, và cũng có nhiều quý anh chị đã công nhận view ngắm ở đây rất đẹp. Cảm giác vừa ngồi chiêu nhâm nhi món nước, vừa ngắm hoàng hôn thì khỏi chê. Và ngoài thời điểm trên thì thời gian đẹp để bạn ghé quán là từ 7:30 sáng đến 9:00 sáng. Vì khoảng thời gian này thời tiết khá mát mẻ, ánh nắng bình minh dịu nhẹ. Nếu bạn muốn tìm một nơi ngắm bình minh vào cuối tuần thì đây sẽ là địa điểm lý tưởng nhất. Không khói bụi, không ồn ào, chỉ có sương sớm và cơn gió mát từ biển cả. Bà bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh của Phú Quốc, thưởng thức ly cà phê sáng, vừa có thể nhìn dòng người Phú Quốc đông đúc, thật thú vị đúng không nào? Menu của quán thì cũng rất đa dạng và độc đáo, những món ăn mang hương vị kết hợp Á Âu hay những món ăn từ hải sản nổi tiếng Phú Quốc cũng có mặt tại đây, khá tươi và đậm vị. Bên cạnh đó còn các loại bánh ngọt, bánh mì cho bạn thỏa thích chọn lựa. Có những món ăn kèm như là khoai tây chiên loại cọng to, chiên giòn ngon, hay bánh toast blueberry, thơm vị blueberry, phần bánh thì mềm, không bị khô, và ngoài ra còn rất nhiều những món ăn khác. Chi tiết cụ thể về địa chỉ của quán thì cà phê Chuồn Chuồn nằm ở đồi Sao Mai, số 69 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, mở cửa từ 7:30 sáng đến 22:30 đêm. Với những vị khách lần đầu tiên đến với hòn đảo Ngọc Phú Quốc thì tìm kiếm quán cà phê sẽ hơi khó khăn vì đường đi lên quán. Do đó,
quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ về vị trí cũng như gọi điện cho nhân viên của quán để nhận được sự tư vấn chi tiết trước nhé. Nước uống ở đây thì dao động từ 50.000 đồng đến 120.000 đồng một ly, còn đồ ăn, bánh ngọt thì từ 35.000 đồng cho đến 225.000 đồng một phần. Đối với những ai yêu các quán cà phê trên cao, thích ngồi ban công ngắm cảnh biển Phú Quốc, nhất định phải một lần ghé cà phê Chuồn Chuồn. Mặc dù đường đến chỗ này có thể hơi khó khăn và xa, nhưng với những gì bạn nhận được thì chắc chắn rất đáng giá. Nước uống ngon, phong phú, đa dạng, trong khi các món ăn có thể hơi đắt một chút xíu. Tuy nhiên, điểm cộng lớn nhất lại chính là view hướng biển vô cùng đẹp. Nơi đây được rất nhiều du khách trong nước lẫn quốc tế đánh giá là có view đẹp xuất sắc. Thế nên, bạn đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào để sống ảo mọi góc độ nhé. Càng về đêm, khung cảnh tại đây sẽ càng đẹp và lãng mạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị trong thời gian gần nhất tại quán cà phê Chuồn Chuồn nhé.